Đây, trước mặt anh chị em là một cái điện thoại smartphone ha. Điện thoại smartphone đời mới để mà kết nối với lại cái tivi, thì mình lấy một cái tivi mình để đằng xa anh kia để mình làm ví dụ ha. Đó, tivi thì thường thường có nhiều cái nhà đó thì có nhiều cái tivi rất là lớn, 6-70 inch, tivi rất là đắt tiền mà không có cái hệ thống wifi. Tức là tivi đó không có kết nối được với lại internet đó. Thì anh chị em muốn hát karaoke đó để chuyển từ cái điện thoại, tại vì điện thoại là mình ngồi từ xa, cách cái màn hình tivi từ ngay cái vách tường đó ra tới chỗ ngồi này thì nó khoảng chừng 5 cho tới 7 mét ha, cái phòng khách rộng đó, 5 cho tới 7 mét. Thì thường thường là như vậy. Thì nếu mà có những cái tivi mà có wifi internet đó thì mình kết nối giữa cái điện thoại vô trong cái tivi để mình hát. Mình ngồi từ xa mình bấm trên điện thoại thôi, mình hát ha, thì đơn giản rồi ha. Tuy nhiên cái trường hợp này cũng khá phức tạp, là mình vừa xài cái điện thoại thì mới ơi là mới ha, đời mới, còn cái tivi thì cũng vừa cũ vừa mới, hoặc là cũ, nói chung là không có cái wifi, không kết nối được với lại internet, cộng với lại một dàn karaoke. Thì chủ yếu ở đây là mình nhìn ở trên cái tivi lớn để mình thấy chữ lớn á, mình đọc ha, mình đọc cho nó dễ, cách xa từ 5 tới 7 mét. Thì thay vì như vậy á thì nó có một cái vấn đề như vậy nè. Chính ra cái tivi ở nhà mình á, cách đây khoảng chừng 4-5 năm về trước đó, mình có hát karaoke được ha, mình có coi được YouTube ở trên đó luôn, tại vì tivi nhà mình nó cũng kết nối được với lại internet thì mình hát được. Tuy nhiên gần đây thì hình như cũng chắc 1 năm đổ lại đây á, thì cái hãng Samsung với lại YouTube á, Google đó, Google với YouTube là một ha, là một công ty đó. Rồi hãng Samsung là một công ty, họ không có hợp đồng với nhau về cái vấn đề chiếu phim hoặc là những cái video trên YouTube, họ cạnh tranh với nhau đó, cho nên những cái chương trình đó họ họ ngắt trên cái TV họ Samsung đó, họ không có cho mình kết nối với lại internet vô YouTube được, để hát karaoke được. Giống như là mình vô trong cái đó mình download cái gì đó thì mình làm được thôi ở trong TV đó, chứ ngoài ra là mình coi YouTube nó không cho ha. YouTube là nó hoàn toàn nó ngắt luôn, nó tắt luôn, không cho coi YouTube ở trong cái TV smart TV ha. Ở những quốc gia khác đó thì như ở Việt Nam thì có thể được, những quốc gia khác thì được. Tuy nhiên những quốc gia như ở đây Mỹ đó thì hoàn toàn họ bị trả cái bản quyền đó về mấy cái video đồ này kia, cho coi trên điện thoại đồ thoải mái đồ được, nhưng computer đồ thì được, nhưng mà ở trên TV thì không cho. Nó kỳ cục như vậy đó, cho nên là nó lót hết ha. Thì mình ở đây cũng bó tay luôn. Thì trong quá trình mình cũng nghiên cứu câu thử coi như thế nào để mình tới nhà mình set up cho nhà người bạn đó, thì nhưng mà nhà mình làm cũng không được luôn. Mình mò 3 bữa nay rồi cũng không có ra ha, không có được. Thì để khi nào mình làm được thì mình chia sẻ về cái vấn đề đó. Đó thì bây giờ đó, cái giải pháp còn một giải pháp khác nữa, tức là câu một sợi dây lòng thòng dài từ ngay cái điện thoại dài xuống tivi ha, giống như đang ở trong hình anh chị em thấy đây. Thì cũng phải có cách chơi ha. Thì đây, trước tiên là cái cục này, đây là cái cục nó gọi là Type C ha, Type C, tức là cái kiểu chữ C đó, gắn trong cái từ cái điện thoại Samsung ra ha. Này là điện thoại Samsung của mình thì mình mua cục này, nhưng mà anh chị em nào mà xài cái iPhone đó thì phải mua cái cục này cho iPhone nha. iPhone có thể cái hệ của nó làm khác nữa này đó. Thì cái cục này mình mua ở trên eBay đó là 9 đồng mấy thôi đó, 9 đồng mấy. Tuy nhiên nếu mà anh chị em nào mà vô Best Buy mua đó thì có thể là giá từ 50 tới 70, 80 một cái cục như vậy ha. Thì mình coi trên lên trên mạng mình mua. Nếu mà mình hát từ cái iPad mà của Apple đó, đó thì mình phải mua cái cục đó nha. Còn mà iPad mà Google, mấy cái gì mấy cái máy tính bảng đó, nhỏ nhỏ đó ha, hoặc là computer laptop laptop á đó, thì cũng vậy, mình để ý hai cái vấn đề đó ha.
Thứ nhất là nó là Apple là nó đi riêng một hệ, rồi Samsung là đi riêng một hệ khác nha. Lưu ý chỗ đó. Thì mình mua cái cục này, thì ở đây đó cục này nó đây nó cho ra nè, cái đầu Type-C là bên này ha, phát từ điện thoại ra nè. Thì ở bên đây nó cũng có ra một cái đầu là cũng Type-C nè, một cái đầu là HDMI ha, rồi một cái đầu này dạng như là USB. Thì nó ra trong ba cái đó. Thì bây giờ muốn hát cái muốn sử dụng lại cái TV đời cũ đó, không kết nối được với lại internet đó, thì mình chơi theo kiểu này ha. Một sợi dây, mua một sợi dây, mua một cái cục này. Đó, nếu mà anh chị em tính thử sơ sơ thử coi nó như thế nào ha. Cục này thì như mình nói mua mua 9 đô mấy thôi. Và một cái sợi dây HDMI này nếu mà nó dài khoảng chừng 5 mét tới 7 mét đó, thì mình đoán chắc là vòng nó cũng phải trên 30 đô ha, là vòng cỡ đó. Đó, còn cái dây ngắn như cái dây hiện tại mình ở đây nó là 2 mét rưỡi. Đó, 2 mét rưỡi thì cái này không biết mình lấy ở đâu đây không biết, nhưng mà ở nhà mình thì cả trăm sợi như gì ha. Mình sẽ nối hai sợi lại với nhau nó dài đủ ha. Sợi này 2 mét rưỡi thì mình lấy hai sợi mình cắt cái đầu này bỏ nè. Đó, mình cắt cái đầu này bỏ, mình sẽ lấy thêm một sợi cắt cái đầu bỏ nữa mình nối lại với nhau. Thì nếu mà cùng hãng đó, cùng hãng cùng loại đó thì mình cứ theo cái màu đó mình nối thôi ha, cắt ra, tước ra mình nối. Ở trong này nó có mấy sợi ở trong đó. Thì màu đỏ mình nối thêm màu đỏ, màu xanh nối thêm màu đen xanh, màu đen nối thêm màu đen, ví dụ gì đó. Nối cùng màu lại với nhau thì nó được dài như vậy ha, dài 7 mét, 5 mét gì đó thì mình tha hồ hát ha. Thì bây giờ mình cắm vô đây. Mình để cái điện thoại này ra rồi cho nên thường thường quay điện thoại nó quen á, mình nhìn trên màn hình rộng rồi nó thoải mái. Còn cái này thì quay cái camera nhỏ này thì nó cũng hơi hơi ấy chút. Rồi. Đó, giải pháp thứ nhất ha. Ok chưa? Tức là mình làm cái gì ở trên điện thoại, mình thấy trên điện thoại thì mình đều thấy hết tất cả ở trên TV. Cái gì ha? Rồi còn một sợi dây lòng thòng gì đi. Đó. Rồi tới cái vấn đề thứ hai. Ngoài sau cái TV cũ đó ha. Đó, ngoài sau cái TV cũ thường thường nếu mà anh chị em nào mà coi lại cái TV mình ha, tại vì không có TV nào giống TV nào hết. Đó. Không có TV nào giống TV nào. Để mình dựa vô đây. Ok. Đó, cho nên đó là anh chị em để ý cái lỗ mà nó ví dụ của mình là HDMI đúng không? Cái đầu này từ cái điện thoại ra đó ha, cái cục của nối đó ra HDMI thì ở TV mình nó có nè ha. Nó có ngõ input nè, HDMI nè. Đó, cắm vô nè. Đó, mình cắm vô HDMI, nhớ cắm cái ngõ số mấy thì tí nữa mình mở TV lên mình chuyển qua cái ngõ đó nha. Ok, input lý do như gì đó là mình chuyển vừa tín hiệu vừa âm thanh vô ở trong cái TV. Đó, để mình lấy cái ấy thôi. Tại vì cái đầu HDMI này nó không có chia ra ha, nó không có chia nhỏ xuống ra cái dây audio đó, cho nên nó vừa có tiếng và vừa có hình vô trong TV mình đó, vô trong TV mà mình không có dùng cái loa của TV đó, mình mới lấy cái âm thanh giải mã đó ha. Trong này bây giờ ở đây á, thì nó có lỗ output, trường hợp á, mà nó để là cái giống như gì nè, nó để là audio output ví dụ gì đi ha, cái của mình nó không có những cái lỗ như gì đó. Cái này là cái loại analog ha, nó không có cái nó không có để cái chữ là audio output mà nó nằm ở dưới cái khu vực này ha, nó nằm ở cái phần trắng nè. Đó thì có nghĩa nó là input ha, đó từng khu vực riêng ha, có nghĩa là nó input đó. Rồi cái dạng này cũng gì, dạng này cũng là input luôn, ở đây nó cũng để có chữ audio nè ha, tự nhiên nó cũng là input luôn. Ok, nguyên cái màu nó nè, đó, từng vùng của nó ha, khu vực của nó nè, rồi cộng lại hết là toàn là input không à. Chỉ có duy nhất một cái này là output. Output ở đây thì nó là audio optical nè ha. Đó. Optical audio output nè ha. Nó để chữ output nè. Đó. Thì mình sẽ lấy cái tín hiệu output này. Đó. Là cái đầu nè ha. Cổng quang đó ha. Cổng có điện đó. Ánh sáng đó. Mình sẽ lấy cái này mình giải mã nó xuống. Mình sẽ mua quả cục này mình giải mã. Đó.
Rồi cái đầu dây của nó cắm vô trong cái tivi ha. Rồi, để audio output, tức là mình sẽ lấy tín hiệu âm thanh để câu xuống mixer. Thì cái mixer mình nó đâu có cái ngõ nào input của cái optical đâu, đúng không? Cái ngõ cổng quang đó nó đâu có chỗ nào input đâu. Đó, nó là cái ngõ như gì thường analog ha. Ở cái rắc 1/4 in này, đó thường. Cho nên lý do gì mình phải mua một cái cục này. Đó, cái cục này cũng khoảng chừng 30 đô. 35 đô ha. Đó, mình mua nó về mình xài. Đó, cái cục này là nó giải mã nha, cục giải mã có nghĩa là từ nó chuyển đổi từ cái hệ thống optical này ha, hệ thống digital nè. Đó, nó chuyển ra đây là cái ngõ thường rắc bông sen ha. Rắc bông sen nó chuyển qua analog. Đó, mình tháo ra cho coi nè. Đó. Cái đỏ cái trắng thôi, hai cái ha, hai loa left right thôi. Ok, mình cầm cái này mình không có rút dây ra được. Đó thì mình nhờ nó qua đó để giải mã ha, để mình gắn vô lại đây nè. Đó ha. Cắm vô. Để nó giải mã từ cái âm thanh digital qua analog ha. Rồi cái dây này nè, cái dây này mới là đi vô trong này, vô trong mixer. Đó. Nếu mà anh chị em mà xài mấy cái dây mà dây rắc bông sen thường không có đó, ví dụ như cái đầu đó đó, ví dụ như đầu này nè, mình cắm vô trong mixer đó ha, cắm vô trong mixer mà không có đó, thì mình sẽ mua thêm cái rắc như vậy ha, nếu nhà có đó cái rắc như vậy nè, thì mình cắm vô ha, cái đầu bông sen nè ha, đó rắc bông sen nối vô ha, rồi mình cắm vô trong cái lỗ của cái mixer như vậy. Đó, hiện tại thì ở đây mình có cái sợi dây này rồi, sợi dây này thì một đầu là thường ha. Đó, một đầu rắc thường, 1/4 in nè. Loại rắc dây đàn đó ha. Đó, một đầu thường, còn một đầu thì nó ra cái này. Nó ra bông sen ha. Ok, cho nên là nó cũng tiện cho mình bớt cái phần đó. Rồi. À, mọi thứ thì cũng bình thường thôi ha. Rồi bây giờ mình mở lên. Mở nhạc lên, nhạc rồi lại dính bản quyền đây. Mở nhạc dính bản quyền cho nên cái phần âm thanh đó mình nhá lên cái cho anh chị em coi rồi mình tắt nha. Bây giờ mình mở cái tivi lên. Mixer rồi lên ha, loa on lên rồi, mixer lên rồi, đèn cục giải mã nè, đó lên rồi ha. Rồi bây giờ mình mở tivi lên. Ok, tivi đó là ngõ HDMI ha. Hai, no signal, ok, tại chưa mở điện thoại lên. Đó. Rồi bây giờ mình, đó, sẽ mở, anh chị em thấy ha, mình mới vừa mở cái điện thoại lên thì ở trên TV kia nó cũng lên luôn ha. Đó. Hiện tại là cái dây điện thoại lòng thòng nè, mình sẽ đem lại gần TV để cho anh chị em thấy nó rõ hơn ha. Đó. Đây. Từ từ. Mình sẽ đưa cái volume của TV ở bên này. Tại nếu mà mình đưa nhỏ xuống thì sợ nó không có ra cái tiếng ở cái đầu giải mã ha. Mở lớn lên thì dính bản quyền. Ok, coi. Để mình tắt cái volume của này xuống hết coi. Đó, cho thấy chữ thôi, đại khái tượng trưng thôi nha. Đó thì mình nhìn trên TV nè. TV để xa cách 5m, 7m ví dụ gì ha. Đó. Ok, rồi đây thì màn hình nhỏ. Mình thấy ở trên TV nó cũng nhỏ đúng không? Nó cũng mầm khung nhỏ thôi. Giờ mình mở lớn lên thì mình cũng mở như thường ha, mở cái này.
Đó, cho nó to lên. Rồi to hết màn hình ha. Bên đây bên tivi cũng vậy nè. Đó, tivi cũng to hết màn hình. Rồi là mình nhìn chữ mình hát thôi, đúng không ạ? Đó, mình mở thêm volume của cái tivi, của cái điện thoại đấy nha. Đó, make sure là cái của điện thoại nó khoảng chừng 80-90% gì đó ha. Để cái đó nha. Để mình nhá lên cái coi. Mở volume tổng lên cái này. À, vô cái đường like này ha. Đó, ok chưa? Đó, thì mình cứ hát thôi ha. Đó, lấy tiếng hát thôi. Còn bên microphone thì mình cứ hát như thường. Chầm chầm thế lương, tê 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 tùm lum. Đó, thì là mình hát thôi ha. Không lành. Ok. Rồi vậy có nghĩa là cái volume của cái tivi này mình không cần thiết phải mở lớn ha. Mình không cần thiết phải mở lớn, mở nhỏ xuống hết luôn. Tuy nhiên nó qua cái cổng nó giải mã đó thì nó đưa ra âm thanh đầy đủ hết. Đầy đủ lớn ha. Chứ không phải là do cái volume đó nó cản lại, không phải như vậy ha. Thì mình mới vừa mở lên mình thấy rồi đó. Ok. Thì đó là cái cách. Rồi mình kéo dài ra nè. Anh chị em thấy không? Tivi mình tivi kia thì mình để đứng ha, để đứng mình dựa vô đó, dựa vô vách. Điện thoại trên đây thì nó vậy, nó có giống nhau không? Đó. Nào đang xõa tóc đó ha. Đó, rồi. Thì cũng có cách thôi. À, khổ con cái là cái nó ngộ lắm nha, cái tivi nó tùy theo kiểu theo loại nữa ha. Tivi nhà mình ở trên cái bự đó là 65 inch Samsung, thì cách đây mình như mình nói đó 4-5 năm mình có hát karaoke bằng điện thoại rồi thì nó hoạt động tốt, không có gì hết. Tuy nhiên bây giờ làm vô nó không cho, nó chặn lại YouTube là hết ha, mở YouTube lên không có được, không có coi được, chỉ coi hình hoặc là đọc báo luôn này kia thôi, coi mấy cái khác thôi, chứ còn YouTube là hoàn toàn không có coi được video YouTube nào hết. Đó, nó chặn hoàn toàn luôn. Ok, thì để nay mai gì mình tìm cách mình sẽ tải một cái app khác để mình xài trên cái điện thoại, rồi mình sẽ chia sẻ với lại anh chị em sau. Còn bây giờ tạm thời thì hát karaoke kiểu này đi ha. Muốn nhìn màn hình lớn thì mua cái cục này. Đó, ra cái đầu HDMI đó ha, coi hình ảnh cho nó rõ nét. Âm thanh đồ cho nó tuyệt hảo ha. Đó, thì mình xài thôi, cắm vô mình xài như thường ha. Rồi sợi dây này mình cắt ra mình nối lại thêm một sợi nữa cho nó dài ra 5-7 mét. Ok. Rồi chủ đề hôm nay là làm cho một số anh chị em nào còn thương tiếc mấy cái tivi đời cũ hoặc là không có kết nối được với lại internet ha, để vô mở mấy cái YouTube rồi đó, karaoke kênh YouTube rồi đó thì chơi theo kiểu này. Ok. Rồi video tới đây là hết nha. Hẹn gặp anh chị em những video sau. Bye.